tình yêu đúng là không phân biệt tuổi tác. Có không ít những cặp đôi dù trên lệch tuổi rất lớn nhưng họ vẫn vượt qua đủ rào cản, đến với nhau, thành lập gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu trường hợp cô gái đó đang là một nữ sinh, ở tuổi vị thành niên và người đàn ông trong câu chuyện hơn đến 38 tuổi lại là vấn đề khác. Mới đây, một cô gái có tên Quyết Kim Ho là Mít 15 tuổi đã khiến dư luận Nhật Bản xôn xao khi công khai những hình ảnh yêu mến nồng thắm của mình quyết kinh hô của cô gái chia sẻ về tình yêu. Trong phần giới thiệu, cô gái không kinh hoàng nần tuyên bố việc đang yêu một người đàn ông hơn mình đến 38 tuổi. Tình yêu mở màn từ tháng 3 năm 2018. Cả hai còn tính đến chuyện kết hôn vào tháng 4 năm 2021. Cô gái cũng tiết lộ thêm rằng đã nhận được nhẫn đính hôn của người yêu. Các cặp đôi Cô cu các cặp đôi hãy thoải mái kinh hô vô giỏi tình yêu nồng nhiệt của chúng tôi. Giấc mơ của chúng tôi là sinh kinh hô bé xíu. Tôi đã nhận được những đính hôn và sự công nhận từ bố mẹ, cô gái trẻ giết hẳn điều này ngay phần đầu tiên trên quyết kinh hô cá nhân. Ảnh bì tài khoản hay avatar, cô đều để hình chụp chung với gamer thủ trai của mình. chăng cũng không ngần kinh hoàng đăng lên ảnh hôn môi sát nhau của mình và người yêu 50 bên dưới. Câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác lớn và cách thể hiện tình cảm vô cùng táo bạo đã khiến dư luận cực kỳ quan tâm. Chuyện yêu mến thì không ai ngăn cấm. Tuy nhiên, người đàn ông đã gần 50 tuổi đi yêu một cô bé xíu dị thành niên thì có vẻ hơi lạ kỳ. Nhất là khi ở Nhật Bản người dưới 20 tuổi chỉ được phép lấy chồng khi bố mẹ đồng ý, và nữ giới phải qua 16 tuổi thế hệ được kết hôn. Có lẽ cũng vì lý do đấy mà cặp đôi hứa hẹn kết hôn vào năm 2021 khi cô gái đã đủ tuổi. Mang thể hiện tình cảm táo bạo của cả hai, nhiều người kinh hoàng kinh hoàng rằng, với việc thể hiện tình cảm táo bạo, nói luôn ước nguyện sinh kinh hô mé xíu thì có lẽ hai người này không dừng lại ở tình yêu trong sáng. Điều này thật sự đáng lo kinh hoàng đối với cô gái đang ở tuổi cấp sách đến trường. Hiện tại, Mít Trăng đã xóa tài khoản quyết kinh hô sau khi có quá nhiều bình luận chỉ trích từ cư dân mạng dành cho tình yêu của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về cô vẫn đang được chia sẻ trên rất nhiều fanpage kinh hoàng mạng xã hội đây không phải là lần đầu tiên dư luận để ý đến một mối tình trên lệch tuổi. Trước đó, chuyện tình của nhạc sĩ Đài Loan Lý Khôn Thành và cô gái Lâm Tĩnh Ân đã gây xôn xao một thời gian. Khi công khai hẹn hò vào, vào năm 2013, họ Lý đã u 60 còn Tĩnh Ân thế hệ 17 tuổi. Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân là chuyện tình lệch tuổi gây để ý suốt nhiều năm qua. Lý Khôn Thành là gamer thủ của bố Lâm Tĩnh Ân. Nhiều lần qua nhà gamer thủ chơi, nhạc sĩ này đã nảy sinh tình cảm với con gái của gamer thủ. Lâm Tĩnh Ân sau đó đã bỏ học, chuyển về sống với Lý Côn thành dù bị bố mẹ từ mặt và dư luận xôn xao bàn tán. Hiện tại, sau 6 năm họ vẫn hạnh phúc bên nhau.